Bia này uống mãi chẳng say, gặp em một phút mà say cả đời. Say bia say rượu không bằng say em. Xin chào, chào mọi người đã quay trở lại với Hỏi Sáng Đất Say Trẻ Channel. Như mọi người đã biết thì tình hình bận bây giờ đang khá là phức tạp. Nên là bọn mình hôm nay quyết định sẽ Hỏi Sáng Đất Say ở trong văn phòng Channel thôi. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là: nếu như các bạn có người yêu ấy, thì các bạn có thích người yêu của các bạn uống bia hay không? Và thử tài thả thính với Channel thử xem là mọi người sẽ thả thính như thế nào với bia cho ngầu. Ok, chúng ta sẽ cùng đi hỏi nha. Mình là Châu Giang, 20 tuổi, lương tháng đủ sống. Anh tên là Huy, hiện tại anh đang làm thực tập sinh tại Channel. Năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp đại học Remit. Trần Phú Tiến. Và mình tên là Cụi, nhìn mặt trẻ vậy thôi chứ già lắm rồi. Nhìn mặt như mới đẻ hôm qua, thực sự già rồi. Mình tên là Minh Thư và năm nay thì mình được 24 tuổi, nhâm nhi 25. 25 gõ cửa. Ok, em tên là Thái Vân, hay gọi em là Vân Vân, em là editor của Châu Giang nè và người trong văn phòng. Mình là Duy Anh, hiện tại mình đang là cu ly tại Channel Hồ Chí Minh. Năm nay mình 25 tuổi. Chào bạn, mình là Hà, mình là editor của Channel, năm nữa 30 tuổi. Hello các bạn, và mình là Gấu To và mình đến từ kênh Gấu To của Network Channel các bạn. Có rồi, tôi bị couple đấy. Tại đã có người yêu rồi. Tại mình không muốn thôi. Chứ muốn cũng không có đâu. Muốn thì có, không muốn thì không có. Nói chung là giờ chưa có mấy bạn. Mình đã có người yêu rồi. Dạ có rồi. Không có người yêu, cũng không có định có trong thời gian này. Mình phải cống hiến cho Channel. Bỏ người yêu đi à. Bình thường, tại vì mình cũng uống ấy. Người yêu anh uống bia thì anh cảm thấy bình thường. Nhưng mà có một đợt người anh uống bia và xỉn, và cứ khẳng định là em không xỉn đâu, em rất là tỉnh. Thì rồi té mặt xuống cát luôn, nhưng mà không xỉn. Tại vì bây giờ nó cũng không có gọi là quá nhạy cảm như hồi trước nữa, nó như nó là một cái cách để người ta giao tiếp với nhau trong bàn tiệc, nên là đang thấy nó cũng bình thường thôi. Bia bọt đâu phải chất cấm đâu, người ta cũng bán đầy đường mà, Tết nào cũng bán thùng hết, có gì đâu. Chị thấy bình thường, tại vì giờ chuyện mà phải đi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ thì cái chuyện mà phải ngồi với nhau, phải trò chuyện và nhiều khi công việc cũng phải ngồi với nhau để mà bàn công việc, thì cái chuyện đó chị thấy bình thường. Nói chung là em thấy là uống bia thì nó phải có cột đồ này nọ vô thì nói chung là mới có nói chuyện được với nhau, chia sẻ được với nhau. Anh thấy chắc cũng bình thường thôi. Mà uống ít ít thì chắc ok. Ngày xưa anh có kiểu không thích như vậy. Nhưng mà sau này kiểu như lớn rồi, kiểu như mình cũng phải đi gặp người này người kia, thì em thấy chuyện đó là bình thường. Tại vì đó đôi khi là công việc, mà cũng đôi khi là bạn bè, giữ mối quan hệ. Nói chung là uống vừa là được. Trời ơi, bạn gái anh hả? Uống được anh nhiều. Hình như cái lần uống bia mà gần đây mà đáng nhớ nhất là cái đợt mà tất niên ấy. Cái là tất niên xong, cái mọi sau khi mà anh tất niên xong thì mọi người rủ nhau đi karaoke, bắt rap về xong. Lúc đó Duy Anh trả tiền rap cho mình, đến giờ mình vẫn chưa trả Duy Anh 20.000. Thôi thì thôi bỏ đi. Cho nên là im lặng một chút nha. Cái luật mà cấm uống bia khi lái xe mới ra, nhưng mà lúc đấy anh đã uống rồi nên là anh đã để xe lại và anh đi bộ về nhà luôn. Đi bộ chắc tầm 3-4 cây gì đó. Tới cây thứ 3.99 thì anh đã tỉnh rượu. Nhưng mà về gần tới nhà thôi, đi bộ về luôn, để xe sáng mai quay lại vậy. Có, còn cái chuyện đó là vui là hồi đó ở cái túc xá là sinh nhật đứa nào thì cũng sẽ mua bia về uống. Rồi xong làm mấy cái trò như là thách thức nhau á, xong rồi đã thách một đứa là gọi điện cho crush nó và nó đã gọi thiệt luôn. Cuộc tình đó không đi đến đâu cả. Mọi người nhớ là cái lần mà Việt Nam đá banh không, ở phố đi bộ rất là đông luôn. Và cái lần đó đi nhậu cũng kiểu như là đi cổ vũ U23 Việt Nam cố lên cái kiểu, xong rồi nhậu xong rồi bút rap về. Trời ơi, kẹt xe nha, nhà mình ở quận 7 mà mình bút tới quận nhất, từ quận nhất tới quận 7 mà gần 2 tiếng đồng hồ xe không nhích được một miếng nào, và vẫn ngồi trên xe kiên trì với anh rap tới cuối cùng. Khoảng đại học đó bắt đầu đi nhậu nhiều, nhưng mà về sau từ khi mà nhà nước mình ra cái luật không bia không dám uống nữa, mà công sợ bị phạt tiền. Nếu vậy thì được ấy, nếu vậy thì có thể uống trước khi lái xe mà không bị xỉn. Cho nên là nếu mà xỉn mà lái xe rất là nguy hiểm. Với lại luật cũng cấm rồi, cấm kiểu không được uống rượu bia lái xe. Nếu không có cồn thì mình có thể uống trước khi lái xe. Hợp lý. Anh nghĩ cái đó khá là hay cho những người mà tập gym hoặc là đang ăn uống healthy á. Thì do nó, anh nghe nói là không có cồn thì nó sẽ ít calo hơn. Thì anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn so cho những người đó. Không cồn thì chắc sẽ tốt hơn, bởi vì có thể là đảm bảo được tính mạng sau khi phải lái xe về nhà nè. Hay là không cồn thì uống cho vui, cùng nhau uống, kiểu như đang ăn tủ lượng thấp nè, uống nhiều cũng không sao. Nếu mà bia không cồn á thì nó vẫn vui, mình không bị xỉn nè, bảo vệ được sức khỏe. Trời ơi, xuất sắc. Kiểu hơi khó tin nhở, bia mà không cồn nghĩa là bia mà uống không say hả? Hơi khó tin. Nhưng là nếu như mà có là chị sẽ uống thử để truyền đạt với quê chị cho người ta biết là có bia không cồn.
Tại vì vấn đề cồn là cái ngon trong bia. Nhưng mà bia không cồn thì được một cái là mình có thể uống bất cứ lúc nào, tự nhiên thèm mùi bia quá. Nhưng mà uống vô sẽ say, say thì không đi xe được. Nhưng mà có bia không cồn thì mình ngồi mình làm việc, mình thích thì mình uống. Mình uống xong mình chạy xe về vẫn được và không lo bị say. Thực ra cái loại bia này anh... hình như anh nhớ anh thoát rồi, hình như là anh uống bên nước ngoài rồi luôn á. Bia không cồn thì sẽ không say, còn em lại muốn say anh cả đời. Bia không cồn uống đâu cũng được, nhưng sẽ tuyệt vời nhất nếu được uống cùng em. Trăm năm trong cõi người ta, say bia say rượu không bằng say em. B là B, còn em là B. B là B, còn em là B. B là B, còn em là B. Uống bia ra đường công an sẽ tóm, nhưng không anh đi cùng, thằng khác sẽ tóm em. Không cồn thì ít calo, không lo say khướt, chỉ lo lạc đường. Lạc đường vì vấp phải anh, anh đi nhớ ghé, em đây vẫn chờ. Bia thì làm anh say, còn em á thì là anh bay. Bia này uống mãi chẳng say, gặp em một phút mà say cả đời. Em thì mê Intercon Class, em có thể uống bia một lát cùng anh. Trời ơi, sai chủ đề rồi. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người đã thấy tài giả thính của Channel bọn mình chưa? Rất là đỉnh đúng không? Ok, và nếu như mà mọi người mà có những câu giả thính hay hơn, chất hơn thì đừng quên để lại comment ở bên dưới cho mình nhé, để chúng ta có thể giao lưu tương tác với nhau nhiều hơn. Và đừng quên like, share và subscribe cho Channel và ủng hộ cho chuyên mục Họ sẽ rất sạch của mình thật là nhiều. Ok, bye mọi người. Chúc mọi người có một mùa dịch mạnh mẽ. Yeah.